Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, thì sáng nay, Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 45, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023 tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Thi hài cho cố Phêrô sẽ được đưa về an nghỉ tại giáo xứ Nghĩa Yên theo đúng nguyện vọng của cha khi còn sống. Với 69 năm làm con Chúa và 29 năm trong thiên chức linh mục, rất nhiều anh chị em đã lãnh nhận dồi dào ân huệ của Thiên Chúa qua cha. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam những vị mục tử nhân lành, trong đó có cha Phêrô Nguyễn Thái Tử. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Phục Sinh, kính xin quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho cha được về hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời. Sau đây là cáo phó và tiểu sử của cha, mời cộng đoàn cùng theo dõi. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Cáo phó, trong niềm tín tháp vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh kính báo. Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử sinh ngày 22 tháng 2 năm 1954 tại Giáo họ Ngô Xá, Giáo xứ Ngô Xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo phận Vinh. Nay là Giáo phận Hà Tĩnh, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đã được Chúa gọi về hồi 7 giờ 45 phút, Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 69 tuổi, 29 năm linh mục. Lễ viếng bắt đầu từ 20 giờ Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thánh lễ an táng cha Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xin quý cha trong giáo phận dâng hai thánh lễ. Xin quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho cha Phêrô. Kể vì lòng Chúa thương xót, ban cho cha Phêrô được hưởng hạnh phúc bên Chúa cùng với các thánh trên quê trời. Tiểu sử Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử. Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử sinh ngày 22 tháng 2 năm 1954 tại Giáo họ Ngô Xá, Giáo xứ Ngô Xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông bà cố có 9 người con, 7 trai và 2 gái. Ngài là con thứ hai trong gia đình. Thân phụ là ông cố Phêrô Nguyễn Văn Nhiên đã qua đời. Thân mẫu là bà cố Maria Lê Thị Thảo đã qua đời. Từ năm 1962 đến năm 1974, chú Phêrô Nguyễn Thái Tử học phổ thông tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Nghi Lộc, Nghệ An. Từ năm 1974 đến năm 1988, chú Phêrô Nguyễn Thái Tử giúp cha Phêrô Nguyễn Văn Huyền tại Đại chủng viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh. Trong thời gian này, chú Phêrô học thêm nghề điện máy và xây dựng. Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 5 năm 1994, thầy Phêrô học Đại chủng viện Vinh Thanh, nay là Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, Giáo phận Vinh. Ngày 31 tháng 5 năm 1994, thầy Phêrô lãnh thừa tác vụ phó tế và linh mục tại nhà thờ chính tòa xã Đoài bởi Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp. Từ năm 1994 đến năm 1998, cha Phêrô Nguyễn Thái Tử quản sứ Kim Lâm kiêm giáo sứ Tiếp Võ và Tân Thành. Từ năm 1998 đến năm 2004, quản sứ Kim Lâm kiêm giáo sứ Trại Lê và Tam Đa. Từ năm 2004 đến năm 2006, quản sứ Đông Yên, quyền quản sứ và quản hạt Kỳ Anh. Từ năm 2006 đến năm 2010, quản sứ và quản hạt Kỳ Anh kiêm giáo sứ Dụ Yên và Xuân Sơn. Từ năm 2010 đến năm 2012, quản sứ và quản hạt Nghĩa Yên kiêm giáo sứ Đông Cường, Thọ Ninh và Kể Tùng. Từ năm 2012 đến năm 2018, quản sứ và quản hạt Nghĩa Yên. Trong thời gian này, có thời gian cha Phêrô phải tạm nghỉ chữa bệnh. Từ tháng 5 năm 2020 đến nay, quản sứ Thượng Ích thuộc Giáo hạt Nghĩa Yên. Từ ngày 12 tháng 2 năm 2023, cha Phêrô phải nhập viện Quốc tế Trung ương Huế và được điều trị đặc biệt tại đây vì bệnh tim tái phát. Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 7 giờ 45 phút, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023, hưởng thọ 69 tuổi, 29 năm linh mục. Văn phòng Tòa Giám mục Hà Tĩnh.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.